Vâng, Aldo xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì tiếp tục lên các bác một bộ cấu hình âm thanh giá rẻ để các bác tham khảo chơi Tết. Bộ dàn này thì tổng giá trị chưa đến 6 triệu đồng. Một cặp loa bãi Patihau V25 model KT510 và đẩy liền vang EVX6 Pro của EV Acoustic. Đẩy liền vang này thì vẫn đang giảm giá từ 3 triệu rưỡi còn 3 triệu đồng. Có điều khiển từ xa này. Đẩy 4 kênh và cặp loa Patihau V25 là 2 triệu rưỡi. Tổng giá trị cả bộ dàn là 5 triệu rưỡi bao ship toàn quốc cho các bác. Đây, một bộ dàn giá rất là rẻ. Cặp loa bãi Patihau thì hàng còn vẫn là đẹp này. Thùng vách của nó đây. Tem mác đầy đủ nhá. Hai triệu rưỡi một cặp thôi. Đấy là giá bán lẻ. Còn bán lẻ của con đẩy liền vang EVX6 Pro là 3 triệu, giảm giá từ 3 triệu rưỡi còn 3 triệu. 5 triệu rưỡi bộ dàn là bao ship code toàn quốc cho bác rồi. Đầy đủ echo reverb này. Đấy, volume của mic và cũng như là volume của music. Đấy, con này thì có đầy đủ những phần chỉnh echo, mic và music bằng tô vít hai cạnh. Rất là tiện lợi cho các bác sử dụng. Các bác có nhu cầu nghe nhạc chất âm như thế nào, cái tiếng loa ra sao hay tiếng mic như thế nào thì các bác có thể tự căn chỉnh ở những phần tô vít hai cạnh như này. Điều khiển từ xa thì cái này rất là tiện lợi cho quá trình các bác sử dụng tại nhà rồi. Không phải đến gần để chỉnh trực tiếp ở trên đẩy, chỉnh cơ mà có thể chỉnh tay. 4 cổng ra loa, tín hiệu kết nối cổng quang và Bluetooth USB thì có đầy đủ. Bộ này nếu mà các bác ghép thêm mic nữa thì giá của nó chỉ trên 6 triệu thôi, khoảng 6 triệu mốt. Ghép thêm một bộ mic bãi UR2A của Đài Loan. Bộ đấy thì tổng ghép thêm bộ đấy thì tổng giá trị bộ dàn thì nó nâng lên chỉ có khoảng 6.600.000 đồng bao ship. Còn bộ này là 5.500.000. Bạn nào có nhu cầu quan tâm đặt hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Hoàng Hà qua Zalo hoặc số điện thoại 0967 345 155. KT510 bản này thì nó sử dụng một bát 25, một chung và hai chép này và một chung thông hơi trong. Thiết kế khá là đẹp với vỏ thùng vân gỗ, mặt e căng chia làm hai phần, một phần bằng lưới kim loại và một phần bằng nhựa. Có lỗ thoát hơi để đẩy cái tiếng chép ra. Hàng rất là đẹp, hàng bãi về thì cam kết thứ nhất là cam kết bao zin. Cái dòng này thì bên em đang bán với những cái lô này thì cái tỷ lệ hàng đẹp của nó lên đến trên 80%, zin 100%. Patihau, một trong những cái thương hiệu loa khá là nổi tiếng, giá rất là rẻ cho một bộ cấu hình âm thanh mà các bác có thể vừa hát vừa chơi nhạc ở gia đình. Các bác quan tâm muốn đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến bên em để bên em tư vấn và hỗ trợ các bác đặt hàng nhé. Ok, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video tiếp theo của Hoàng Hà. Xin chào.